Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật 21, trưởng giả Yêu Bát La Hòa, phó thác thứ nhất cứu hộ tất cả chúng sinh tướng hồi hướng. Bây giờ thiện tài đồng tử, nhờ lời dạy của thiện tri thức mà chẳng để ý đến thân mạng, chẳng chấp tiền tài, châu báu, chẳng thích mọi người, chẳng đam mê năm dục, chẳng luyến ái quyến thuộc, chẳng coi trọng ngôi vua, chỉ nguyện hóa độ tất cả chúng sinh, chỉ nguyện nghiêm tịnh cõi nước chư Phật, chỉ nguyện cúng dường tất cả chư Phật, chỉ nguyện chứng biết thật tướng các pháp, chỉ nguyện tu tập biển đại công đức của tất cả Bồ Tát, chỉ nguyện tu hành tất cả công đức trọn không thối truyền, chỉ nguyện luôn ở trong tất cả kiếp dùng sức đại nguyện tu Bồ Tát hạnh, chỉ nguyện vào khắp đạo tràng chúng hội của tất cả chư Phật, chỉ nguyện vào một môn tam muội khắp hiện tự tại thần lực tất cả môn tam muội, chỉ nguyện ở trong một lỗ lông của Phật thấy tất cả chư Phật tâm không nhằm đủ, chỉ nguyện đắc được tất cả pháp trí huệ quang minh, thọ trì pháp tạng của tất cả chư Phật, chuyên cầu công đức của tất cả chư Phật Bồ Tát như vậy, từ từ đi du hành đến nước Quảng Đại. Lúc đó thiện tài đồng tử do nhờ lời dạy của thiện tri thức mà ngài chẳng để ý gì đến thân tâm tánh mạng của mình, do đó có câu vì pháp quên mình. Ngài chẳng chấp tiền tài châu báu, cũng chẳng ưa thích mọi người đến chúc tụng mình, cũng chẳng đam mê cảnh giới năm dục, tài sắc danh ăn ngủ, chẳng luyến ái quyến thuộc cha mẹ anh em chị em, chẳng coi trọng ngôi vua. Ngài chỉ nguyện hóa độ tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh lìa khổ được vui, chỉ nguyện nghiêm tịnh cõi nước chư Phật, chỉ nguyện cúng dường tất cả chư Phật, chỉ nguyện chứng biết được bản thể thật tướng của tất cả các pháp, chỉ nguyện tu tập biển đại công đức của tất cả Bồ Tát, chỉ nguyện tu hành tất cả công đức trọn không thối chuyển, chỉ nguyện luôn ở trong tất cả kiếp dùng sức đại nguyện tu Bồ Tát hạnh, chỉ nguyện vào khắp đạo tràng chúng hội của tất cả chư Phật, chỉ nguyện vào một môn tam muội mà khắp thị hiện tự tại thần lực tất cả môn tam muội, do đó một làm vô lượng là một, chỉ nguyện ở trong một lỗ chân lồng của Phật mà thấy được mười phương ba đời tất cả chư Phật, tâm cũng không cảm thấy nhàm đủ, chỉ nguyện đắc được tất cả pháp trí huệ quang minh để thọ trì pháp tạng của tất cả chư Phật. Ngài chuyên tâm cầu công đức của tất cả chư Phật Bồ Tát như vậy, sau đó từ từ đi du hành đến nước Quảng Đại. Đây là đại nguyện hồi hướng thứ nhất, trưởng giả Yêu Bát La Hoa, hoa sen xanh, vì cứu hộ chúng sinh mà lìa tướng chúng sinh hồi hướng tất cả công đức. Nước Quảng Đại biểu thị chìa khóa đầu tiên đi vào thập hồi hướng rộng lớn, vì hồi hướng chúng sinh cho nên gọi là lớn, hồi hướng Bồ Đề nên gọi là lớn. Hồi hướng thật tế, nghĩa thông rộng lớn biểu thị Phật cảnh vô cùng, ngang các pháp giới chúng sinh giới, buồn nghĩa là bán, biểu thị hương chất tuy nhỏ tỏa mùi cùng khắp. Căn lành tuy nhỏ hồi hướng khắp cùng, hơn nữa buồn hương hoặc bán hương cả hai đều được lợi ích của hương, biểu thị căn lành ta người đều có thể hồi hướng. Yêu Bát La Hoa nghĩa là hoa sen xanh, vì hoa sen mọc trong bùn mà không nhiễm bùn, giống như cứu hộ chúng sinh mà lìa tướng. Hoa sen xanh là hoa tốt nhất trong các loài hoa, vì cứu hộ mà vào sinh tử. Trường giả Yêu Bát La Hoa phó thác thứ nhất cứu hộ tất cả chúng sinh lìa tướng chúng sinh hồi hướng, vì đại bi tăng thượng nên cứu hộ chúng sinh. Do đại trí không chấp nên lìa tướng chúng sinh, bi trí không trụ nên lấy đây mà lập tên. Thiện tài đồng tử đến chỗ trưởng giả bèn đành lễ trưởng giả rồi đi nhiễu quanh vô lượng vòng, đứng chắp tay mà bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm an nậu đa la tam hiệu tam bồ đề, muốn cầu trí huệ bình đẳng của tất cả chư Phật, muốn viên mãn vô lượng đại nguyện của tất cả chư Phật, muốn thanh tịnh sắc thân tối thượng của tất cả chư Phật, muốn thấy pháp thân thanh tịnh của tất cả chư Phật, muốn biết trí huệ thân rộng lớn của tất cả chư Phật, muốn tịnh trị các hạnh của tất cả Bồ Tát, muốn chiếu sáng tam muội của tất cả Bồ Tát, muốn an trụ tổng trì của tất cả Bồ Tát, muốn trừ diệt tất cả hết thảy chướng ngại, muốn du hành tất cả mười phương thế giới mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo để có thể sinh ra trí nhất thiết trí. Thiện tài đồng tử đi đến chỗ trường giả Yêu Bát La Hoa, bèn đảnh lễ trường giả, rồi đi nhiễu vô lượng vòng, sau đó đứng chắp tay mà bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, con muốn cầu trí huệ bình đẳng của tất cả chư Phật, con muốn viên mãn vô lượng đại nguyện của tất cả chư Phật đã phát, con muốn hồi hướng tất cả các lành để thanh tịnh sắc thân tối thượng của tất cả chư Phật. Vì tất cả chư Phật đều có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tốt đẹp không ai bằng. Con muốn thấy pháp thân thanh tịnh của tất cả chư Phật. Con muốn biết trí huệ thân rộng lớn của tất cả chư Phật.
con muốn tịnh trị các hạnh của tất cả Bồ Tát, con muốn chiếu sáng tam muội của tất cả Bồ Tát, con muốn an trụ tổng trì của tất cả Bồ Tát, tức là tổng tất cả pháp trì vô lượng nghĩa. Con muốn trừ diệt tất cả hết thảy chướng ngại. Con muốn du hành tất cả mười phương thế giới mà con chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo để có thể sinh ra trí nhất thiết trí. Mục đích của con là đắc được trí huệ tối cao. Xin Ngài hãy khai thị cho con. Trưởng giả bảo rằng, lành thay thiện nam tử, người đã có thể phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, ta khéo phân biệt biết tất cả các hương, cũng biết điều hợp tất cả hương pháp. Đó là tất cả hương, tất cả hương đốt, tất cả hương thoa, tất cả hương bổ, ta cũng biết nơi sinh ra tất cả hương vương như vậy. Trưởng giả Yêu Bát La Hòa bảo rằng, lành thay, thiện nam tử, ngươi đã có thể phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, ta khéo phân biệt biết rõ tất cả các hương, đồng thời ta cũng biết điều hợp tất cả hương pháp. Đó là tất cả hương đốt, tất cả hương thoa, tất cả hương bột. Ta cũng biết nơi sinh ra tất cả hương vương như vậy, tức là nhờ trí huệ và tánh tịnh làm nơi sinh. Hương đốt ở đây biểu thị lửa trí huệ hay phát sinh vạn hạnh. Hương thoa biểu thị người tu hành dùng tánh tịnh thủy điều hợp để nghiêm sức pháp thân. Hương bột biểu thị dùng trí huệ kim cang phá tan tập khí xấu, khiến cho nó không thật. Ta lại khéo biết rõ hương trời, hương rồng, hương dạ xoa, hương cản thát bà, hương Atula, hương Ca Lâu La, hương Khẩn Na La, hương Ma Hầu La Già, hương người chẳng phải người hết thảy các hương. Ta lại khéo biết rõ mỗi thứ hương thiên long bát bộ, tức là hương trời, hương rồng, hương dạ xoa, hương cản thát bà, hương Atula, hương Ca Lâu La, hương Khẩn Na La, hương Ma Hầu La Già, hương người chẳng phải người hết thảy các hương. Ta lại khéo phân biệt biết hương trị các bệnh, hương dứt các ác, hương sinh hoàn hỷ, hương tăng phiền não, hương diệt phiền não, hương khiến cho đối với hữu vi sinh vui chấp, hương khiến cho đối với hữu vi sinh nhảm lìa, hương xả bỏ các kiêu ngạo, hương phát tâm niệm Phật, hương chứng hiểu pháp môn, hương thánh nhân thọ dụng, hương tất cả Bồ Tát sai biệt, hương tất cả Bồ Tát địa vị. Các hương như vậy hình tướng sinh khởi, xuất hiện thành tựu, thanh tịnh an ổn, phương tiện cảnh giới oai đức nghiệp dụng cùng với căn bản, tất cả như vậy ta đều thấu rõ. Thiện nam tử, ta lại khéo phân biệt biết hương chữa trị các bệnh, ví như bạch đàn hay trị bệnh nhiệt. Ta lại biết hương dứt tất cả các điều ác. Ta lại biết hương khiến cho tất cả chúng sinh sinh hoan hỷ. Ta lại biết hương khiến cho chúng sinh tăng trưởng phiền não. Ta lại biết hương diệt phiền não. Ta lại biết hương khiến cho đối với hữu vi sinh vui vẻ chấp trước. Ta lại biết hương khiến cho tất cả chúng sinh đối với hữu vi sinh tâm nhảm lìa. Ta lại biết hương khiến cho tất cả chúng sinh xả bỏ các kiêu ngạo phóng dật. Ta lại biết hương khiến cho tất cả chúng sinh phát tâm niệm Phật. Ta lại biết hương khiến cho tất cả chúng sinh chứng nhập hiểu biết pháp môn của Phật nói. Ta lại biết hương của bậc thánh nhân thọ dụng, đây là chỉ quán trần như không phân biệt. Ta lại biết hương tất cả Bồ Tát sai biệt, đây là chỉ tam hiển thập thánh sở tu thắng liệt. Ta lại biết hương tất cả Bồ Tát địa vị, đây là chỉ trí huệ Bồ Tát chứng được có sâu cạn khác nhau mà hương này có thể phân biệt biết được rõ ràng. Đủ thứ các hương như vậy hình tướng và sinh khởi, xuất hiện và thành tựu, thanh tịnh và an ổn, phương tiện và cảnh giới, oai đức và nghiệp dụng cùng với căn bản, tất cả tánh chất của hương như vậy ta đều thấu rõ thông đạt. Những hương này đều là biểu pháp hương giới định huệ và từ bi, có thể xông người tu hành khiến cho họ tăng trưởng căn lành mà xả bỏ tập khí mau bệnh tinh tụ từ vô thủy kiếp. Thiện nam tử, tại nhân gian có hương tên là tượng tạng, do rồng đấu nhau mà sinh. Nếu đốt lên một viên thì nổi mây hương lớn che chủ vương đô ở trong 7 ngày, mưa hương vũ nhỏ. Nếu mang trên thân thì thân thành màu vàng, nếu để trong y phục cung điện lầu các thì cũng đều màu vàng. Nếu do gió thổi vào trong cung điện, chúng sinh ngửi được thì 7 ngày đêm hoan hỷ tràn đầy, thâm tâm an vui, không có các bệnh, chẳng xâm hại nhau, lìa các khổ lo, chẳng có sự sợ hãi, chẳng loạn chẳng sân, tâm tử đối đãi nhau, ý chí thanh tịnh. Ta biết vậy rồi mà vì họ nói pháp khiến cho họ quyết định phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, tại nhân gian có hương tên là tượng tạng, do rồng đấu tranh nhau mà sinh ra. Trong kinh Lục Ba La Mật có nói, thiện ác huân với nhau giống như hai con voi đấu nhau, kẻ yếu đi không quay lại, mất hết không đến đi,
Nếu đốt lên một viên hương tượng tạng này, thì trong hư không lập tức sẽ nổi mây hương lớn che chuồng vương đô của nhà vua. Ở trong 7 ngày, mưa hương vũ nhỏ, nếu mang hương đó trên thân, thì thân đó sẽ biến thành màu vàng thật. Nếu để hương đó trong y phục, hoặc trong cung điện, hoặc trong lầu các, thì cũng sẽ biến thành màu vàng thật. Nếu gió thổi hương đó vào trong cung điện, chúng sinh nào ngửi được mùi hương đó thì 7 ngày 7 đêm hoan hỷ tràn đầy, thân tâm an vui, không có các bệnh tật gì hết. Họ chẳng xâm hại nhau để các khổ não lo lắng, chẳng có sự sợ hãi, chẳng mê loạn, chẳng sân hận. Họ đều dùng tâm từ đối đãi nhau, ý chí thanh tịnh không nhiễm. Ta biết tình hình như vậy rồi, liền vì họ nói pháp khiến cho họ quyết định phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ đề tâm này tựa như Như Lai tạng, do tướng thiện ác công kích lẫn nhau mà sinh. Nếu đã phát tâm thì liền nổi mây từ mưa pháp vũ, cùng với tâm sở khiến cho quy về chân tịnh, được pháp hỷ lạc lìa hoặc nghiệp khổ, dần dần từ bi trí nguyện thuần tịnh. Thiện nam tử núi Malaya sinh ra hương trên đàn, tên là Ngưu Đầu. Nếu dùng để thoát thân nhảy vào hầm lửa thì lửa không thể đốt cháy được. Thiện nam tử núi Malaya sinh ra hương trên đàn, tên là Ngưu Đầu. Nếu có chúng sinh nào dùng hương này để thoát thân rồi nhảy vào trong hầm lửa không thể đốt cháy được. Đây là biểu thị hương nhẫn, lửa sân không thể đốt cháy được. Thiện nam tử trong biển có hương, tên là Vô Năng Thắng. Nếu dùng để thoa lên trống và các la ốc, khi phát ra tiếng thì tất cả quân địch đều tự thối lui. Thiện nam tử trong biển có một thứ hương tên là Vô Năng Thắng. Nếu dùng hương này để thoa lên trống và các la ốc, khi phát ra tiếng thì tất cả quân địch đều tự thối lui tan rã. Đây là biểu thị hương tinh tấn hay khiến cho quân ma lui tan. Thiện nam tử bên hồ Anaba Đạt Đa sinh ra hương trầm thủy tên là Liên Hoa Tạng. Hương đó nếu đốt lên chừng bằng hạt mè thì mùi hương sẽ xông khắp cõi Diêm Phủ Đề. Chúng sinh nào ngửi được thì sẽ lìa tất cả tội, giới phẩm được thanh tịnh. Thiện nam tử bên hồ Anaba Đạt Đa phía bắc núi Hy Mã Lạp Sơn sinh ra một thứ hương trầm thủy tên là Liên Hoa Tạng. Hương đó nếu đốt lên một viên lớn chừng bằng hạt mè, đừng khinh thường tác dụng của hương này, thì mùi hương đó sẽ xông khắp cõi Diêm Phủ Đề. Chúng sinh nào ngửi được mùi hương này thì sẽ lìa khỏi tất cả tội, giới phẩm được thanh tịnh, nghiêm trì giới luật. Đây là biểu thị hương giới. Thiện nam tử trong núi tuyết có hương tên là Alona. Nếu có chúng sinh nào ngửi được hương này thì tâm họ chắc chắn sẽ lìa khỏi các nhiễm trước. Ta sẽ vì họ thuyết pháp, họ đều sẽ đắc được tam muội ly cấu. Thiện nam tử trong núi tuyết có một thứ hương tên là Alona. Nếu có chúng sinh nào ngửi được hương này thì tâm họ chắc chắn sẽ lìa khỏi các ô nhiễm và chấp trước. Ta sẽ vì họ thuyết pháp, họ đều sẽ đắc được tam muội ly cấu. Đây là biểu thị hương định, sớm khiến cho chúng sinh lìa khỏi dục nhiễm ô uế. Thiện nam tử trong cõi La Sát có hương tên là Hải Tạng. Hương đó chỉ có chuyện luân vương dùng, nếu đốt lên một viên để sông thì vua và bốn quân đều bay đi trong hư không. Thiện nam tử trong cõi La Sát có một thứ hương tên là Hải Tạng. Hương đó chỉ có chuyện luân vương dùng, nếu đốt lên một viên để sông thì vua và bốn quân đều bay đi trong hư không. Đây là biểu thị hương huệ, dùng trí huệ chứng được lý không. Thiện nam tử trên cõi trời thiện pháp có hương tên là Tịnh Trang Nghiêm. Nếu đốt lên một viên để sông thì khắp khiến cho chư thiên tâm niệm đến Phật. Thiện nam tử trên cõi trời thiện pháp trời Đao Lợi có một thứ hương tên là Tịnh Trang Nghiêm. Nếu đốt lên một viên để sông thì khắp khiến cho tất cả chư thiên tâm đều niệm Phật. Thiện nam tử trên cõi trời Tu Dạ Ma có hương tên là Tịnh Tạng. Nếu đốt lên một viên để sông thì thiên chúng trời Dạ Ma đều vân tập đến chỗ vua trời để cùng nghe pháp. Thiện nam tử trên cõi trời Tu Dạ Ma có một thứ hương tên là Tịnh Tạng. Nếu đốt lên một viên để sông thì thiên chúng trời Dạ Ma thể đều vân tập đến trước chỗ vua trời để cùng nghe vua trời nói diệu pháp. Thiện nam tử trên cõi trời Đâu Xuất có hương tên là Tiên Đà Bà. Ở trước tòa Bồ Đề còn một đời nữa sẽ thành Phật, đốt lên một viên thì nổi mây hương lớn phủ khắp pháp giới, khắp mưa xuống tất cả các đồ cúng dường để cúng dường tất cả chư Phật Bồ Tát. Thiện nam tử trên cõi trời Đâu Xuất có một thứ hương tên là Tiên Đà Bà. Ở trước tòa Bồ Tát còn một đời nữa sẽ thành Phật, đốt lên một viên thứ hương đó thì sẽ nổi mây hương lớn phủ khắp pháp giới, khắp mưa xuống tất cả các đồ cúng dường để cúng dường tất cả chư Phật Bồ Tát. Đây là biểu thị hương pháp giới.
thiện nam tử, trên trời thiện biến hóa, có hương tên là Đoạt Ý. Nếu đốt lên một viên thì trong 7 ngày khắp mưa xuống tất cả các đồ trang nghiêm. Thiện nam tử, trên trời thiện biến hóa, có một thứ hương tên là Đoạt Ý. Nếu đốt lên một viên thứ hương này thì trong 7 ngày khắp mưa xuống tất cả các đồ trang nghiêm. Thứ hương này làm cho con người quên mất năng sở, nên gọi là Đoạt Ý. Thiện nam tử, ta chỉ biết điều hòa hương pháp này như các đại Bồ Tát xa lìa tất cả các tập khí ác, chẳng nhiễm dục thế gian, vĩnh viễn dứt lưới phiền não chỗ ma, vượt qua các cõi, dùng hương trí huệ tự trang nghiêm, nơi các thế gian đều chẳng nhiễm trước, thành tựu đầy đủ giới không chấp trước, tịnh trí huệ không chấp trước, du hành cảnh giới không chấp trước, đối với tất cả mọi nơi đều không chấp trước, tâm đều bình đẳng, không chấp, không nương tựa. Mà ta làm sao biết được những diệu hạnh đó, nói được những công đức đó, hiện bày hết thảy giới môn thanh tịnh đó, thị hiện nghiệp làm không lỗi lầm đó, biện được hạnh thân miệng ý, lìa ô nhiễm đó. Thiện nam tử, ta chỉ biết điều hòa hương pháp này như các đại Bồ Tát xa lìa tất cả các tập khí ác, chẳng nhiễm nam dục thế gian, vĩnh viễn dứt lưỡi phiền não chúng ma, vượt qua tất cả các cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, dùng hương trí huệ để tự trang nghiêm, các ngài đối với tất cả thế gian đều chẳng nhiễm trước, các ngài thành tựu đầy đủ giới không chấp trước, thành tịnh trí huệ không chấp trước, du hành cảnh giới không chấp trước, tóm lại các ngài đối với tất cả mọi nơi đều không còn chấp trước, tâm của các ngài đều bình đẳng không chấp trước, không nương tựa, hoàn toàn tự tại. Mà ta làm sao biết được những diệu hạnh đó, diễn nói được những công đức đó, hiện bày hết thảy giới môn thanh tịnh đó, thì hiện nghiệp làm không lỗi lầm đó, biện được hạnh thân biện ý lìa ô nhiễm đó. Cảnh giới của các ngài thật là quá cao siêu, ta chẳng bằng được, cho nên người hãy đi về hướng nam tìm một vị thiện tri thức khác. Thiện nam tử, ở hướng nam này có một thành lớn tên là Lầu Cát. Trong thành đó có vị thuyền sư tên là Bà Thi La. Người hãy đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Bấy giờ thiện tài đồng tử đành lễ trưởng giả Ưu Bát La Hoa, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng rồi từ tạ mà đi. Thiện nam tử, ở hướng nam này có một thành lớn tên là Lầu Cát. Trong thành đó có vị thuyền sư tên là Bà Thi La. Người hãy đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo, ngài sẽ vì ngươi và giải đáp. Lúc đó thiện tài đồng tử đành lễ trưởng giả Ưu Bát La Hoa, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, rồi ân cần chiêm ngưỡng tự tạ mà đi về hướng nam tìm cầu vị thiện tri thức khác. Kinh Hoàng Nghiêm Đại Phương Quảng Phật 22. Thuyền sư Bà Thi La, phó thác thứ hai bất hoại hồi hướng. Bấy giờ thiện tài đồng tử đi về hướng thành Lầu Cát, quan sát đường xá. Đó là quán đường cao thấp, quán đường hẹp hiểm, quán đường sạch sơ, quán đường cong thẳng. Lúc đó thiện tài đồng tử đi về hướng thành Lầu Cát. Lầu Cát là biểu thị nhờ hồi hướng này khiến cho tâm Bồ Đề càng tăng trưởng, bi trí nương nhau mà thủ thắng thêm. Thiện tài đồng tử trước hết quan sát đường xá. Đó là quán đường cao thấp chẳng bằng phẳng, quán sát đường nhỏ hẹp hoặc nguy hiểm, quán sát đường sạch hoặc dơ, quán sát đường cong hoặc thẳng. Thiện tài đồng tử từ từ đi du hành, bèn suy ngẫm rằng ta nên gần gũi vị thiện tri thức này. Bậc thiện tri thức là nhân tu hành thành tựu các Bồ Tát đạo, là nhân tu hành thành tựu bạo ba la mật, là nhân tu hành thành tựu đạo nhiếp chúng sinh, là nhân tu hành thành tựu vào các pháp giới không chướng ngại, là nhân tu hành thành tựu đạo khiến tất cả chúng sinh trừ ác huệ, là nhân tu hành thành tựu đạo khiến tất cả chúng sinh lìa kiêu mạn, là nhân tu hành thành tựu đạo khiến tất cả chúng sinh diệt phiền não, là nhân tu hành thành tựu đạo khiến tất cả chúng sinh xả bỏ các kiến chấp, là nhân tu hành thành tựu đạo khiến tất cả chúng sinh nhổ trừ tất cả gai ác, là nhân tu hành thành tựu đạo khiến tất cả chúng sinh đến được thành nhất thiết trí. Tại sao? Vì ở chỗ chuyện thiện tri thức sẽ đắc được tất cả pháp lành, vì nương vào lực thiện tri thức sẽ đắc được đạo nhất thiết trí. Bậc thiện tri thức khó thấy, khó gặp được. Thiện tài suy ngẫm như vậy, từ từ đi du hành. Thiện tài đồng tử từ từ du hành về hướng nam, bèn suy ngẫm như vậy. Ta nên gần gũi vị thiện tri thức này, vì bậc thiện tri thức là nhân tu hành thành tựu các Bồ Tát đạo. Có nhân gần gũi thiện tri thức mới có thể thành tựu quả Phật. Ngài là nhân tu hành thành tựu đạo ba la mật, ngài là nhân tu hành thành tựu đạo nhiếp chúng sinh, ngài là nhân tu hành thành tựu vào khắp pháp giới với hư không dung làm một thể không chướng ngại, ngài là nhân tu hành thành tựu đạo khiến tất cả chúng sinh trừ ác huệ. Thế nào là ác trí huệ?
Ví như thế trí biện thông, trí huệ thế gian đều là ác trí huệ. Bạn không cần dạy họ đánh bạc, họ nhìn là biết ngay, đó tức là ác huệ. Bạn không cần dạy họ chửi người mà họ tự nhiên biết. Bạn không cần dạy họ đi lừa người khác mà họ tự nhiên không thầy mà tự thông. Bạn không cần dạy trẻ con nói dối mà họ tự nhiên biết, đó tức là ác huệ. Bạn vốn chẳng dạy họ sát sinh như thế nào mà họ tự biết sát sinh, đó tức là ác huệ. Bạn vốn chẳng dạy họ trộm cắp mà họ tự biết đi trộm cắp, đó đều là ác huệ. Cũng chẳng ai dạy họ tà dâm mà họ cứ nghĩ tưởng việc tà dâm, đó tức là ác huệ. Bạn cũng chẳng dạy họ uống rượu mà họ tự biết uống rượu, đó đều là ác huệ. Nếu hay gần gũi thiện tri thức thì sẽ trừ diệt được đủ thứ những tập khí ma bệnh này. Thiện tri thức là nhân tu hành thành tựu đạo khiến tất cả chúng sinh lìa kiêu mạn. Ngài là nhân tu hành thành tựu đạo khiến tất cả chúng sinh diệt phiền não. Cho nên thiện tri thức rất là quan trọng. Nếu bạn muốn tu hành Bồ Tát đạo, học tập hạnh của Bồ Tát tu thì nhất định phải gần gũi thiện tri thức. Ngài là nhân tu hành thành tựu đạo khiến tất cả chúng sinh xả bỏ các kiến chấp. Là nhân tu hành thành tựu đạo khiến tất cả chúng sinh nhổ trừ tất cả gai ác độc. Gai ác độc tức là đố kỵ chướng ngại. Ngài là nhân tu hành thành tựu đạo khiến tất cả chúng sinh đến được thành nhất thiết trí. Đây là nguyên nhân gì? Vì ở chỗ thiện tri thức sẽ đắc được tất cả pháp lành. Vì nương vào lực đạo đức của thiện tri thức sẽ đắc được đạo nhất thiết trí. Cho nên bậc thiện tri thức không dễ gì gặp được. Do đó có câu, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Thiện tài đồng tử suy ngẫm như vậy, từ từ đi du hành về hướng Nam. Thiện tài đi đến thành đó, thấy vị thuyền sư đó ở ngoài cửa thành, ở trên bờ biển đang nói pháp biển cả, có trăm ngàn thương nhân cùng với vô lượng đại chúng vây quanh, phương tiện khai thị biển công đức của Phật. Thiện tài thấy rồi, bèn đi đến đảnh lễ vị thuyền sư Bà Thi La, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, rồi đứng ở trước chắp tay mà bạch rằng: Đức Thánh còn trước đã phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo, còn nghe Đức Thánh khéo chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói. Thiện tài đồng tử đi đến thành Lầu Cát, ngài nhìn thấy vị thuyền sư Bà Thi La đó đang ở ngoài cửa thành Lầu Cát, ở trên bờ biển có trăm ngàn thương nhân cùng với vô lượng đại chúng vây quanh ngài, lắng nghe ngài nói pháp biển cả, phương tiện khai thị biển công đức của Phật. Thiện tài đồng tử thấy tình hình như vậy rồi, bèn đi đến đảnh lễ vị thuyền sư Bà Thi La, rồi đi nhỗ quanh vô lượng vòng, sau đó đứng ở trước cung kính chắp tay mà bạch rằng: Đức Thánh còn trước đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Còn nghe trưởng giả Yêu Bát La Hoa giới thiệu cho con nói Đức Thánh ngài kéo chỉ dạy chúng sinh, xin ngài hãy vì con mà nói. Đây là hồi hướng bất hoại thứ hai. Vì đắc được tâm tin bất hoại, đem căn lành hồi hướng nên gọi là bất hoại. Bà Thi La dịch là tự tại, biểu thị ngài ở trong biển cả Phật Pháp đã khéo thông đạt, ở trong biển sinh tử khéo độ tất cả chúng sinh. Ngài đối với tất cả các pháp đều tin sâu bất hoại, cho nên gọi là tự tại. Thành Lầu Cát là biểu thị do nhờ hồi hướng này khiến cho tâm Bồ Đề càng tăng trưởng, đại bi và trí huệ hỗ tương nương tựa mà thủ thắng vượt qua. Thuyền sư Bà Thi La nói rằng: lành thay thiện nam tử, người đã có thể phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, này lại có thể hỏi nhân sinh đại trí huệ, nhân dứt trừ tất cả khổ sinh tử, nhân đi đến đại châu báu nhất thiết trí, nhân thành tiểu đại thừa bất hoại, nhân xa địa nhị thừa sợ hãi sinh tử, trụ các vòng tam muội tịch tĩnh, nhân ngồi xe đại nguyện khắp tất cả mọi nơi hành Bồ Tát hạnh. Đạo thanh tịnh không chướng ngại, nhân dùng Bồ Tát hạnh trang nghiêm đạo thanh tịnh nhất thiết trí huệ không thể hoại, nhân quán khắp tất cả mười phương các pháp, đạo thanh tịnh đều không chướng ngại, nhân mau xu nhập đạo thanh tịnh biển nhất thiết trí. Thuyền sư Bà Thi La nói với thiện tài đồng tử rằng: lành thay thiện nam tử, người đã có thể phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiện nay người lại có thể hỏi nhân sinh ra đại trí huệ, nhân dứt trừ tất cả khổ sinh tử, nhân đi đến đại châu báu nhất thiết trí, nhân thành tựu đại thừa bất hoại, nhân xa lìa thanh văn duyên giác nhị thừa sợ hãi sinh tử. Nhãn quan và tâm lượng của các ngài rất nhỏ hẹp, chỉ có mình thoát ly thôi, chẳng nguyện cứu độ chúng sinh, nên Phật quả các ngài tiêu nhà bại trùng tự liễu hán. Các ngài trụ ở trong các vòng tam muội tịch tĩnh mà chẳng muốn xuất định, chấp vào cảnh giới vắng lặng, mà ngươi thiện tài đồng tử hiện tại muốn ra lìa hạt giống hàng nhị thừa. Người muốn nhân ngồi xe đại nguyện
Khắp tất cả mọi nơi hành Bồ Tát hạnh, đạo thanh tịnh không chướng ngại. Nhân dụng Bồ Tát hạnh trang nghiêm, đạo thanh tịnh tất cả trí huệ không thể hoại. Nhân quán khắp tất cả mười phương các pháp, đạo thanh tịnh đều không chướng ngại. Nhân mau xu nhập đạo thanh tịnh biển nhất thiết trí. Tiện nam tử, ta ở trong đường bờ biển thành này, tịnh tu hạnh Bồ Tát đại bi tràng này. Thiện nam tử, ta ở trong đường bờ biển thành này, thanh tịnh tu hành hạnh Bồ Tát đại bi tràng này. Thiện nam tử, ta quán chúng sinh bần cùng trong cõi Diêm Phủ Đề, vì lợi ích cho họ mà tu các khổ hạnh, tùy sở nguyện của họ đều khiến cho họ được đầy đủ. Trước hết dùng vật chất thế gian để làm đầy đủ ý nguyện của họ, sau đó bố thí pháp tài, khiến cho họ hoan hỷ, khiến cho họ tu phước hạnh, khiến cho họ sinh trí đạo, khiến cho họ tăng sức căn lành, khiến cho họ khởi tâm bồ đề, khiến cho họ tịnh bồ đề nguyện, khiến cho họ kiên cố sức đại bi, khiến cho họ tu để diệt trừ đạo sinh tử, khiến cho họ sinh hạnh chẳng nhằm sinh tử, khiến cho họ nhiếp tất cả biển chúng sinh, khiến cho họ tu tất cả biển công đức, khiến cho họ chiếu tất cả biển các pháp, khiến cho họ thấy tất cả biển chư Phật, khiến cho họ vào biển trí huệ nhất thiết trí. Thiện nam tử, ta trụ ở đây suy ngẫm như vậy, nghĩ như vậy, lợi ích tất cả chúng sinh như vậy. Thiện nam tử, ta quan sát chúng sinh bần cùng trong cõi Diêm Phủ Đề, vì muốn lợi ích cho họ mà ta tu tất cả các khổ hạnh để hồi hướng cho họ, tùy theo nguyện vọng của họ đều khiến cho họ được đầy đủ. Trước hết ta dùng vật chất thế gian để làm đầy đủ ý nguyện của họ, sau đó bố thí pháp tài khiến cho họ hoan hỷ. Do đó có câu: trước dùng câu dục móc, sau khiến vào Phật trí. Ta khiến cho họ tu hành hạnh phước báu. Tại sao họ bần cùng? Đó là vì đời trước họ không gieo trồng ruộng phước, nên ta khuyên họ làm nhiều công đức, khiến cho phước báo của họ được viên mãn, thì sẽ chẳng còn chịu cảnh khốn khổ bần cùng nữa. Ta lại khiến cho họ sinh ra đạo trí huệ, khiến cho họ tăng trưởng sức căn lành, khiến cho họ sinh khởi tâm bồ đề, khiến cho họ thanh tịnh bồ đề nguyện, khiến cho họ kiên cố sức đại bi, khiến cho họ tu hành để diệt trừ đạo sinh tử, khiến cho họ sinh ra hạnh chẳng nhằm lìa sinh tử, khiến cho họ nhiếp thọ tất cả biển chúng sinh, khiến cho họ tu hành tất cả biển công đức, khiến cho họ chiếu thấu tất cả biển các pháp, khiến cho họ thấy được tất cả biển chư Phật, khiến cho họ vào biển trí huệ nhất thiết trí. Tệ nam tử, ta trụ ở đây suy ngẫm như vậy, nghĩ như vậy, để lợi ích tất cả chúng sinh khổ não như vậy. Thiện nam tử, ta biết tất cả châu báu trong biển, tất cả nơi báu, tất cả loại báu, tất cả thứ báu. Ta biết làm sạch tất cả báu, mài rũa tất cả báu, sản xuất tất cả báu, làm tất cả báu. Ta biết tất cả đồ báu, tất cả dụng báu, tất cả cảnh giới báu, tất cả quang minh báu. Thiện nam tử, ta biết tất cả châu báu trong biển. Đây là chỉ sinh tử trong biển, thâm tịch bất động, nên gọi là châu báu. Tất cả nơi báu, tức là Như Lai tạng không chẳng không. Tất cả loại báu, tức là hằng sa công đức. Tất cả thứ báu, tức là Phật tánh. Ta còn biết làm sạch tất cả báu, tức là tịnh giới đầu đà, là năng tịnh. Mài rũa tất cả báu là duyên khỏi trí, là năng mài rũa. Sản xuất tất cả báu, tức là dùng phát tâm nhất thiết trí làm sản xuất. Làm tất cả báu, ta còn biết tất cả đồ báu, tất cả dụng báu, tất cả cảnh giới báu, tất cả quang minh báu. Báu là biểu thị trí huệ, do đó có câu: không vào biển sinh tử thì không thể đắc được báu nhất thiết trí. Ta biết tất cả chỗ lòng cung, tất cả chỗ dạ xoa cung, tất cả chỗ bộ đa cung đều khéo xa lánh để khỏi gặp các nạn. Cũng khéo phân biệt, biết chỗ nước xoáy sâu cạn, xói mòn xa gần, màu nước tốt xấu, đủ thứ khác nhau. Ta cũng khéo phân biệt, biết mặt trời, mặt trăng tinh tú, vận hành độ số, ngày đêm sớm chiều, thời tiết dài ngắn. Ta cũng biết thuyền bằng sắt gỗ cứng yếu, máy móc rít trơn, nước lớn nhỏ, gió thuận nghịch. Tất cả tướng an nguy như vậy ta đều thấu rõ, nên đi thì đi, nên ngừng thì ngừng. Ta còn biết tất cả chỗ lòng cung, tất cả chỗ dạ xoa cung, tất cả chỗ bộ đa cung. Đây là chỉ tham sân si trong biển sinh tử, mà ta đều khéo xa lánh chúng, để khỏi gặp đủ thứ các tai nạn của chúng. Ta cũng khéo phân biệt, biết chỗ nước xoáy sâu cạn, xói mòn xa gần, màu nước tốt xấu, đủ thứ khác nhau. Tâm thức con người cũng giống như dòng nước chảy mãi không ngừng, niệm niệm thay đổi đầy đủ sinh trụ dị diệt bốn giai đoạn. Thức thứ bảy vọng tưởng như sóng trong biển không bao giờ ngừng. Trong thức thứ tám hàm chứa tất cả hạt giống tập khí mau bệnh từ vô lượng kiếp đến nay, cho nên sóng biển ba đảo là chỉ tâm thức chúng sinh.
lại tùy thuận duyên thiện ác trong ngoài, nhan sắc tâm thủy cũng khác nhau. Nghịch lưu dưới mặt biển là chỉ dòng sinh tử không gián đoạn, niệm niệm sinh diệt, niệm niệm thay đổi. Thuyền sư Bà Thì La là người có đủ đại trí huệ nên có thể đi vào dòng sinh tử ba đào mà độ chúng sinh đến nơi bờ kia an toàn. Hạnh Năn Đắc thứ 8 trong phẩm Thập Hạnh có nói rằng: ví như thuyền sư chẳng trụ bờ bên này, chẳng trụ bờ bên kia, chẳng trụ ở giữa dòng, thì có thể độ chúng sinh từ bờ bên này đến bờ bên kia. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, chẳng trụ sinh tử, chẳng trụ niết bàn, cũng chẳng trụ trong dòng sinh tử, mà có thể độ chúng sinh từ bờ bên này để lên bờ bên kia an ổn không sợ hãi, nơi không có sầu lo. Thuyền sư Bà Thi La lại nói tiếp: ta cũng khéo phân biệt biết mặt trời, mặt trăng tinh tú vận hành độ số mà tạo thành ban ngày, ban đêm, sớm trưa chiều, thời tiết dài ngắn khác nhau. Đây là biểu thị ta biết thời cơ chúng sinh chín mùi. Ta cũng biết loại thuyền nào làm bằng sắt, bằng gỗ, cứng chắc hay yếu kém, máy móc giết hoặc trơn tru. Đây là biểu thị biết vạn hạnh khác nhau, có phương tiện là cứng chắc, không có phương tiện là yếu kém. Chẳng tu hành là giết hay tu hành là trơn tru. Nếu máy móc bị giết thì ta cho thêm dầu nhớt thì sẽ đi vào biển thuận lợi hơn. Ta còn biết nước lớn, nước nhỏ, gió thuận, gió nghịch, sinh tử hữu biên và vô biên, gió thuận nghịch, tám gió, bốn thuận, bốn nghịch. Tất cả những tướng an nguyên như vậy ta đều thấu rõ, nên đi thì đi, nên ngừng thì ngừng. Thiện nam tử, ta dùng trí huệ thành tựu như vậy thường lợi ích tất cả chúng sinh. Thiện nam tử, ta dùng thuyền tốt để chuyên chở các người đi buôn, đi con đường an ổn, lại vì họ thuyết pháp khiến cho họ hoan hỷ, dẫn đến chỗ châu báu và các đồ chân quý đều khiến cho họ được đầy đủ, sau đó dẫn họ về cõi Diêm Phủ Đề. Thiện nam tử, ta dùng thuyền lớn qua lại như vậy chưa từng khiến một người nào tổn thất. Nếu có chúng sinh thấy được thân ta, nghe được pháp của ta thì sẽ khiến cho họ chẳng sợ biển sinh tử, tất sẽ được vào trong biển nhất thiết trí, tất sẽ tiêu cạn biển ái dục, có thể dùng trí huệ quang minh chiếu biển ba đời, có thể hết biển khổ của tất cả chúng sinh, có thể thanh tịnh biển tất cả chúng sinh, sớm nghiêm tịnh tất cả biển cõi, khắp đi đến biển cả mười phương, khắp biết biển căn tất cả chúng sinh, khắp rõ biển hạnh tất cả chúng sinh, khắp thuận biển tâm tất cả chúng sinh. Thiện nam tử, ta đã thành tựu trí huệ như vậy, cho nên thường hay lợi ích tất cả chúng sinh. Thiện nam tử, ta dùng thuyền tốt để chuyên chở các người đi buôn, đi trên con đường an ổn, sau đó lại vì họ thuyết pháp khiến cho họ hoan hỷ, ta dẫn họ đến chỗ châu báu và tất cả các đồ chân quý đều khiến cho họ được đầy đủ, sau đó dẫn họ về cõi Diêm Phủ Đề. Thiện nam tử, ta dùng thuyền lớn Phật Pháp Đại Thừa qua lại trong biển như vậy chưa từng khiến một người nào tổn thất. Nếu có chúng sinh thấy được thân ta, nghe được pháp của ta nói thì ta sẽ khiến cho họ chẳng sợ hãi sự nguy hiểm trong biển sinh tử. Ta nhất định sẽ khiến cho họ được vào trong biển nhất thiết trí, họ chắc chắn sẽ tiêu cạn biển ái dục, không còn vọng tưởng ái dục điên đảo. Họ có thể dùng trí huệ quang minh chiếu sáng biển ba đời, quá khứ hiện tại vị lai, có thể diệt hết biển khổ của tất cả chúng sinh, có thể thanh tịnh biển tâm của tất cả chúng sinh, sớm cho nghiêm thanh tịnh tất cả biển cõi, khắp đi đến biển cả mười phương chư Phật, khắp biết biển căn tánh của tất cả chúng sinh, khắp thấu rõ biển hạnh của tất cả chúng sinh tu hành, khắp tỷ thuận biển tâm tất cả chúng sinh. Thiện nam tử, ta chỉ được đại bi tràng hạnh này. Nếu có ai thấy ta, nghe lời ta, ở chung với ta và nghĩ nhớ đến ta thì đều không luống qua. Như các đại Bồ Tát khéo đi vào biển sinh tử, chẳng nhiễm tất cả các biển phiền não, xả bỏ được tất cả các biển vọng kiến, hay quan sát tất cả các biển pháp tánh, hay dùng bốn pháp nhiếp, nhiếp biển chúng sinh, đã khéo an trụ biển nhất thiết trí, diệt được biển chấp trước của tất cả chúng sinh, hay bình đẳng trụ tất cả biển thời, hay dùng thần thông độ biển chúng sinh, hay dùng hợp thời điều phục biển chúng sinh, mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó. Thiện nam tử, ta chỉ được hạnh đại bi tràng này. Nếu có ai thấy ta, nghe lời ta, ở chung với ta và nghĩ nhớ đến ta thì đều không luống qua, đều sẽ có cảm ứng. Như các đại Bồ Tát khéo đi vào trong biển sinh tử mà chẳng nhiễm tất cả các biển phiền não, tuy ở trong sinh tử mà dứt sinh tử, tuy ở trong phiền não mà chẳng còn phiền não, các ngài xả bỏ được tất cả các biển vọng kiến, hay quan sát tất cả các biển pháp tánh, hay dùng bốn pháp nhiếp để nhiếp thọ tất cả biển chúng sinh, hay khéo an trụ biển nhất thiết trí, tiêu diệt được biển chấp trước của tất cả chúng sinh,
hay bình đẳng trụ tất cả biển thời, không gian và thời gian, hay dùng thần thông độ khắp hết thảy biển chúng sinh, hay dùng hợp thời điều phục biển chúng sinh, mà ta làm sao biết được, nói được tất cả những hạnh công đức đó. Thiện nam tử ở hướng nam này có thành tên là Khả Lạc, trong thành đó có vị trưởng giả tên là Vô Thượng Thắng. Người hãy đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Thiện nam tử đi về hướng nam này có một thành thị tên là Khả Lạc, trong thành đó có vị trưởng giả tên là Vô Thượng Thắng. Người hãy đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Bây giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ thuyền sư Bà Thiên La, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, khóc lóc rơi lệ, cầu thiện tri thức tâm không nhàng đủ, rồi từ tạ mà đi. Lúc đó thiện tài đồng tử đảnh lễ thuyền sư Bà Thi La, đi nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng thiện tri thức, khóc lóc rơi lệ, không nỡ lìa xa, nhưng lại vì tâm cầu thiện tri thức không nhàm đủ, nên từ tạ thuyền sư Bà Thi La mà đi về hướng nam để tìm cầu vị thiện tri thức khác.